Có nên lựa chọn thị trường Đài Loan ở thời điểm hiện tại hay không? Đài Loan đã dần ổn định trở lại, đã có nhiều đơn hàng hơn, tiến độ đã nhanh hơn và cũng có rất nhiều nhà máy đang cần thêm nhiều lao động. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho những anh chị em đang quan tâm đến thị trường lao động Đài Loan. Tuy nhiên thì vẫn còn những hạn chế, đặc biệt là dành cho những bạn nữ có chiều cao khiêm tốn hay là có nhiều hình xăm thì sẽ rất khó để lựa chọn cho mình một đơn hàng phù hợp ở thời điểm này. Thời gian vừa qua thì cũng có rất nhiều anh chị em quan tâm và đổ xô đi thị trường châu Âu. Tuy nhiên thì không phải ai cũng đủ điều kiện để có thể đi được châu Âu. Ví dụ như không đủ tài chính hoặc có thể là muốn đi nhanh, thị trường Đài Loan cũng là một thị trường rất đáng để lựa chọn. Bởi vì tiến độ nhanh, phí hợp lý mà lại không phải học tiếng. Đài Loan cũng là một thị trường lao động truyền thống nhiều năm, cũng có rất nhiều ngành nghề cho anh chị em lựa chọn. Hợp đồng thì dài hạn, thậm chí anh chị em có thể làm đến 12 năm. Quan trọng hơn là văn hóa của Đài Loan thì lại vô cùng gần gũi và thân thiện đối với người Việt. Và các bạn nghĩ sao về thị trường Đài Loan ở thời điểm hiện tại? Và nếu như để được sự lựa chọn thì các bạn sẽ lựa chọn thị trường nào? Hãy comment dưới đây để chúng ta cùng thảo luận ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.